Thầy nhớ ngày xưa khi còn ở trên Thiền Chí Đà Lạt thì quý vị chắc biết là Ngài Thiền Tâm là một bậc cử tượng, một bậc đại sư về mật tông. Thì cứ một năm như vậy, Ngài Chư Tăng Ni ở trong vùng đó sang đảnh lễ Ngài vào dịp đầu năm, chúc khánh tuệ Ngài. Và sẵn dịp đó thì Ngài dạy rằng là năm này sẽ có những việc này xảy đến vân vân ở chỗ này chỗ nọ, và nên trì tùng câu thần chú này. Có một năm nọ Ngài dạy là năm này phải trì tùng câu thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Tất nhiên ở nơi cái vùng Thiền Chỉ và Đại Ninh đó thì thật sự ra Chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử công phu hành trì rất là miên mật, đặc biệt nhất là trì tụng thần chú. Hồi mới đầu thầy mới lên thì nó hơi lạ, là mình thấy rằng là ngày nào các ngài ở trong thất và trì tụng rum 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 rum, nghe phải nói là rất là đặc biệt. Và đương nhiên cái câu Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, câu thần chú này ấy, thì các ngài cũng trì tụng thường xuyên chứ không phải là vậy đâu. Nhưng mà có đặc biệt là có một năm nọ Ngài dạy rằng là phải nên trì tụng câu thần chú này. Vì vậy hôm nay chúng ta lại có được cái nhân duyên là học đến cái câu thần chú này. Về Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, bên cạnh những cái câu thần chú, ví dụ như là vạn sanh quyết định chớ ngôn vân vân, thì còn có câu Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Vào năm đầu 676, thế kỷ thứ 7, niên hiệu Nghi Phụng, thời vua Cao Tông nhà Đường, có vị cao tăng Phật Đà Ba Lợi Buddhapala từ nước Kế Tân Bắc Ấn đến Ngũ Đài Sơn, gặp được thần nhân và theo lời chỉ dạy của vị này đã trở về lại Ấn Độ, mất hết 7 năm trường rồi thịnh về cái bạn gọi là Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Quý vị thấy đó, tất nhiên là có cái tích là Ngài Phật Đà Ba Lợi, Ngài sang bên Trung Hóa, từ Bắc Ấn Ngài sang bên Ngũ Đài Sơn bên Trung Hóa. Khi sang thì câu chuyện nó nằm phần sau này có giải thích. Gặp vị thần và vị thần này mới hỏi rằng á, mới chỉ cho vị này á, là nên thịnh cái câu thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni về. Và vị này đã trở về lại Ấn Độ, mất hết 7 năm trường mới thịnh về được cái bản Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này. Lúc bấy giờ Ngài Phật Đà Ba Lợi đã cùng với Nhật Chiếu Tam Tạng dịch cái bản thần chú này sang Hán ngữ và lưu bố khắp thiên hạ. Do phát xuất từ cái động cơ là Phật Đà Ba Lợi trải qua quá trình thịnh được thần chú rất thần bí, cho nên thần chú này được lưu truyền rất rộng lớn. Đúng vậy thưa quý vị, thần chú này mà đối với các vị hành trì mật tông là câu thần chú rất quan trọng, và phải nói rằng là thường trì tụng thường xuyên. Câu thần chú này thì nó khá dài chứ không phải ngắn, nhưng mà được người ta họ hành trì đều đặn thường xuyên lắm. Chúng ta có thể biết được việc này thông qua cái bản kỷ lục gọi là Giá Cụ Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kỷ. Cái bản tiếng Sanskrit thì thưa quý vị có ở đây, quý vị có thể là nhìn vào xem thì sẽ biết. Tuy nhiên ở nơi đấy có phần dịch nghĩa thì thầy sẽ xin giới thiệu phần dịch nghĩa cho quý vị biết, để xem có thử rằng là câu thần chú này nó có cái nội dung như thế nào. Ở nơi đây trong phần dịch nghĩa có giải thích như thế này: Con xin quy mạng đấng Phật Đà Thế Tôn tối thẳng trong ba cõi, tức là hãy trong sạch đi, hãy trong sạch đi, nhờ sự bình đẳng hoàn toàn và ánh quang minh tỏa khắp đến tầng cùng đầu nguồn sáu cõi, bản chất của nó vốn thanh tịnh. Quý vị biết là trong câu thần chú mà nói chuyện gọi là hãy trong sạch đi, hãy trong sạch đi, đây là điều quan trọng. Bởi vì con người mình vốn, quý vị để ý đấy, ba cái nghiệp của mình nó không thanh tịnh, và con người mình nó vốn, nó nhớ nhớp. Từ cái ngoài cái cơ thể này cho đến cái tâm linh, cái cơ thể thì không biết bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng. Và thậm chí quý vị biết là trong cơ thể này có 6 lỗ bài tiết, các cái lỗ bài tiệc là bao nhiêu nòng hôi nồng nhơ nhợp cả. Mặc dù trước khi mình đi ngủ mình tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà quý vị ngủ đêm là bắt đầu tiết ra những cái chất hôi, tiết ra ba cái đồ nhớ nhợp rồi, phải không? Cho nên cái đó là nó tự động nó tiết ra. Và rồi thì ở trong cái tấm của mình, quý vị có thể tắm rửa sạch sẽ cái thân, nhưng cái tấm quý vị không tắm rửa thì kính thưa quý vị, cái thân này, cái tấm này nó vẫn nhớ nhợp. Nhớ nhợp từ những cái nghiệp thức, từ biết bao nhiêu những cái điều tỷ dụ tham, sân, si, những cái chất độc mà hàng ngày mình ăn thông qua các cái vật chất của là tỷ dụ rau cải vân vân này nọ, những chất độc nó bình thường. Thầy nghĩ nó không, nó có thể cao tay lắm nó có thể giết chết một đời người. Những chất độc của tham sân si nó giết vàng kiếp lực, làm cho mình, cho nên Đức Phật mới dạy rằng, trong kinh mình dạy rằng là trôi lăn trong sanh tử luân hồi do vì những chất độc đó. Cho nên ba cái mà được gọi là tham sân si, ba cái đó nó không phải là những cái ác bất thiện pháp bình thường, mà trong kinh Đức Phật dạy là tám độc dễ sợ lắm. Mà quý vị để ý đấy, chúng ta vẫn sống nhưng mà ba cái độc đó nó vẫn ở trong chúng ta, đúng không? Nó đang ở trong chúng ta đó. Thế thì chúng ta làm cách nào? Phải nhận thức và hiểu rất rõ rằng những cái chất độc đó nó độc vô cùng. Nó độc vô cùng. Nó giết cái thân này là bình thường, nhưng mà nó giết cái thân này, nó làm cho cái thân này phải điên cuồng. Nó làm cho cái tâm này nó điên cuồng, và không cách nào chúng ta có thể là bình tĩnh và để cho an lạc được. Chính vì vậy cho nên khi mà hành trì thân chủ thì hãy nhớ một điểm rằng là phải thanh tịnh. Bởi vì những câu thân chủ này là được, thứ nhất là được thuyết từ kim khẩu của chư Phật. Thứ hai nữa, những câu thân chủ này nó vốn là hợp với chư Phật. Và những câu thân chủ này, tri tùng những câu thân chủ này thì có thể đạt đến cảnh giới của chư Phật, đạt đến giải thoát giác ngộ. Cho nên để mặc khải và để cho có được công năng hiệu nghiệm. Thứ hai nữa là để cho những cái câu thân chủ này, khi mà những người vị hành giả mà hành trì những câu thân chủ thì quý vị biết rằng là có long thân hộ pháp và các vị đến hộ trì. Con người mình phải thanh tịnh, cho con mình nhớ nhớ tự dù quý vị ăn cái chất tỏi hoặc ăn những cái thứ mà loài gì mà cả đôi gì đó mà nó hối tánh, mà hối tánh không phải là vào trong cơ thể này là bình thường, nhưng mà nó tiết ra nơi những lỗ chân lông, nó hối. Nó hối thì thử hỏi cái người sống đứng một bên con muốn tránh nữa, chứ đừng có nói là người âm là họ cảm nhiễm nhanh lắm. Có hiểu không? Rất hay. Cái mùi đối với họ, có những vị họ tốn về mùi. Đó, họ chỉ cần ngửi cái mùi cái là biết liền à. Cho nên cái mùi đó nó phát ra. Đó, cho nên quý vị thấy trong con người mình á, có những cái luồng điện nó phát ra, mà mùi cũng là một phần của những cái luồng điện đó. Cho nên vì vậy nó rất là cảm ứng với các vị khúc mắc, đặc biệt là cả vị long thân hộ pháp, những vị mà đến hộ trì câu thần chủ và đến hộ trì cái người mà hành trì câu thần chủ đó. Cho nên vì vậy muốn cho thứ nhất là vì đó được sự hộ trì của các vị long thân hộ pháp và các vị chư Phật chư Đại Bồ Tát. Bởi vì như trong cái câu thân chủ mà đại bi mà quý vị nhìn thấy trong một cái bảng mà có từng chữ đúng không? Đúng, thì đó là toàn là quý vị thấy đó, toàn là các vị Phật Bồ Tát không à. Đó, mỗi chữ là một vị. Cho nên trì tụng những cái câu thần chủ đó là như là một sự kêu gọi của các vị đó. Nhưng mà mình kêu gọi, mình mời các vị nó đến, mà mình có thánh tình trong sạch không? Nhà cửa mình có sạch để đón họ không? Nhất là nhà cửa tâm linh có sạch không? Cho nên vì vậy đòi hỏi ở nơi đây là hãy trong sạch đi. Trước hết mình phải trong sạch chính mình cái đó. Cho nên quý vị thấy không? Người mà hành trì về trong mật tông thì đòi hỏi tám mật phải thanh tịnh. Thân, miệng và ý. Quý vị thấy. Cho nên cái đó trong ngôn ngữ Phật giáo là ba nghiệp. Nhưng mà từ cái ba nghiệp bình thường nữa, từ ba nghiệp bình thường đó và mật giáo đưa lên một mức độ cao hơn, trở thành cái tám mực dễ sợ vậy đó. Đâu phải bình thường. Thì cho nên chuyển hóa từ một cái gọi là phàm vũ tục tử, một cái nhục thân bình thường, trở thành ba cái mật, mà ba cái mật đó khi đó mới từ cái farm mới lên bậc thánh được, đúng không? Rất quan trọng, chẳng phải bình thường. Bởi vậy cho nên quý vị thấy trong câu thần chú này, khi mình đọc là phải hãy trong sạch đi, phải làm cho trong sạch mới được. Đó, nhờ sự bình đẳng hoàn toàn, đó, nhờ sự bình đẳng hoàn toàn của chư Phật và ảnh quang minh tỏa khắp đến tầng cung đầu nguồn của sáu quả. Đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Á Tu La có sáu cõi, bản chất của nó vốn thanh tịnh. Nhờ những câu chân ngôn vĩ đại vốn là tiếng nói quảng đại vi diệu như cam lồ của đấng thiền thể. Đó, trời, cái nội dung hay quá. Đó, quý vị thấy đây là cái tiếng nói quảng đại, đây là pháp môn quảng đại vi diệu như cái cam lồ. Mà cam lồ là chỉ cam lồ có nghĩa là bất tử. Đó, của đấng thiền thể, cúi xin ngài hãy quảng đại cho con. Đó, đó, trước hết mình muốn hành trì câu thần chú đó, đội mật tông muốn hành trì câu thần chú đó mà đạt được cái hiệu quả thì trước hết mình phải được quảng đại cái đó. Quý vị thấy, có nghĩa mình phải là đấng đệ tử của ngài. Và vì mình đựng đệ tử của ngài cho nên mình được xin ngài là hoan hỷ, ngài quảng đại cho con. Để chi? Để con hoàn toàn quy y và trở thành một đấng đệ một người đệ tử của ngài. Đó. Xin hãy ban cho con thọ mạng. Đó. Xin hãy ban cho, xin hỡi đấng giữ gìn thọ mạng, hãy trong sạch đi, hãy trong sạch đi, hỡi đấng thánh tình như hư không. Đúng vậy. Quý vị thấy hư không vốn nó là thanh tịnh, đúng không? Vốn nó thanh tịnh, vốn nó bình đẳng, bất sanh bất diệt. Bây giờ quý vị để ý cho thầy, nói về mặt vật chất, đây nói tâm linh thầy chưa nói, nhưng mà nói về mặt vật chất, hư không ngoài kia kìa. Hàng ngày quý vị để ý đấy, xe cộ nó chạy ngang. Thứ nhất là tiếng ô, thứ hai là những chất thải của gasoline đồ này nọ, đúng không? Thải ra giữa hư không này nè. Hư không này đã chịu biết bao nhiêu cái, chịu biết bao nhiêu cái khổ của nó từ những cái áp lực đó. Thế đó mà sau một đêm khi tất cả được trở về yên lặng thì chính hư không từ vận hành để trở lại ban sơ cái thanh tịnh, cái trong sạch của nó, đúng không? Cho nên một buổi sáng chúng ta thức dậy giữa tinh mơ thì chúng ta hít thở không khí trong lành, đúng không? Chứ nó đâu còn chất độc nữa đâu. Thấy không? Nó tuyệt vời ở chỗ đó, trời đất tuyệt vời ở chỗ đó, đó. Cho nên ở nơi đây mình nói xin lỗi quý vị. Cho nên vì vậy ở đây mình nói như thế này là hỡi đấng thánh tình như không, kính bạch Đức Thế Tôn đấng thiền thể, kính bạch đấng Đại Nhật Như Lai. Ngài là một đấng mà thánh tình như hư không. Đó, hỡi đấng Phật Đảnh Tôn Thắng, hãy phóng hàng ngàn ánh sáng. Hỡi đấng khéo quan sát các Như Lai, hỡi đấng tràn đầy sáu ba la mật. Những vị mà có những quý vị biết là cả Đức mà gọi cả Đức Phật Thế Tôn thì những vị đó bao giờ cũng viên mãn sáu ba la mật. Đó, cho nên ở nơi đây mình nói là hỡi đấng tràn đầy sáu ba la mật, hỡi đấng được giá trị bởi thần lực của hết thảy các Đức Như Lai. Đó. Cho nên cái đấng mà ngài mà Phật Đảnh Tôn Thắng này là một vị phải là tối cao. Và đương nhiên đó là Đại Nhật Như Lai. Hỡi ấn tượng vĩ đại, hỡi đấng kiên cố và thanh tịnh như thân kim cương, hỡi đấng thanh tịnh trong sạch trong hết thảy các chướng ngại, sợ hãi và quái ác. Đây, câu này rất là đặc biệt. Hỡi đấng thanh tịnh trong hết thảy các chướng ngại, các sợ hãi và quái ác. Đối với mình mà tu tập ấy, nhiều khi mà chướng ngại đấy là bỗng nhiên mình thổi thất cái bồ đề tâm liền, đúng không? Đó, thổi thất mới tu, đương nhiên là cũng phát nguyện dữ lắm, nhưng mà có nhiều cái chướng ngại đến mình chịu không nổi. Tách dù như trong những cái câu chuyện mà của Đức Phật, về tiền sanh của Đức Phật, thời tiền sanh Ngài là một cái vị thái tử, và Ngài phát nguyện gọi là bố thí ba la mật. Thì chư thiên biết được cái hành nguyện của Ngài, cho nên là chư thiên mới bắt đầu thử thách Ngài. Mà cũng phải thử thách khi đó hành nguyện Ngài mới trong đấy được. Ngài có thực hiện tròn vẹn hay không? Bằng cách gì? Hôm ở đâu xuống các cộng vị đó đến xin gì? Xin kim cương, xin vàng bạc châu báu. Thì vì bố thí ba la mật mà ai cần đến xin cái gì, Ngài tuyên bố đến xin bất cứ cái gì Ngài cho cái đó, thì Ngài sẵn sàng Ngài cho. Nhưng mà rồi một hôm nọ có vị đến nói: Dạ thưa thái tử, chúng tôi nghe nói Ngài là có như bố thí ba la mật, cho nên xin Ngài vui lòng cho tôi xin vợ của Ngài. Ngài có chịu không? Vì bố thí ba la mật mà. Ngài vẫn chịu đó. Ở giữa đời này, thầy hỏi quý vị, sống trong thế tục, chuyện xuất thế gia, chuyện tu hành xuất gia chưa nói, nhưng mà đối với thế tục, vợ con, nhà cửa, đó là những cái sở hữu, đó là những cái ái chấp mà nó nặng không tự thừa được. Người ta sẵn sàng chết và hy sinh vì vợ vì con vân vân, đúng không? Và làm tất cả vì vợ vì con. Bây giờ vì đó phát nguyện mang đùng tới cái gì, đùng tới vợ với con. Cho nên quý vị biết giữa trời đất này, nhiều khi người ta họ đánh thẳng vào những cái đó, đánh thẳng vào những yếu điểm đó, đúng không? Đó. Cho nên vì vậy có những chuyện mình xảy ra ngay trong nhà mình, ngay cả trong vợ, ngay người con, để xem thử là mình tu ra sao, và để cho mình sáng ra để mà quay trở về với nẻo đạo để mà tu tập. Đừng đi xa quá, đừng có làm ác nhiều quá, vân vân đó. Cho nên quý vị thấy rằng là thế đó, mà đến khi mà đến mà nói: Dạ thưa Ngài, nếu như mà Ngài phát cái gọi là bố thí ba la mật, thì bây giờ xin Ngài cho tôi xin vợ của Ngài, Ngài chịu không? Ngài chấp nhận, quý vị biết không? Đến một hôm nọ cũng có người đến xin đứa con, mà đứa con là nghe cha là cho, đương nhiên là nghe cha phạt mà nó khóc quá đi. Đó là cái ái, cái ràng buộc, quý vị hiểu không? Nó khóc như quá, và thử hỏi sợi dây ái ràng buộc đó làm sao mà ai dứt được đấy. Đó, cho nên á, cái phát nguyện của mình á, đôi khi nó chấn động trời đất, nhưng vấn đề ở chỗ là khi đùng chuyện, khi gặp cảnh mà đụng như vậy thì liệu mình có giải quyết được không, đó là vấn đề. Thì vì thái tử đó vẫn hoan hỷ để cho đứa con đấy, là quý vị biết. Cho nên phải nói rằng là giữa những chuyện chướng ngại thì vẫn thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là trong sạch mà không mặn bất cứ cái tâm gì. Và nhờ có thanh tịnh mà hoan hỷ, đúng không? Đó. Cho nên hỡi đấng thanh tịnh giữa các cái chướng ngại. Đó. Và rồi giữa những cái gọi là sợ hãi. Đó. Ở giữa cuộc đời, quý vị biết là cái sợ hãi là cái mà con người thường xuyên gặp phải. Một cái chuyện nhỏ thôi cũng sợ, chứ đừng nói chuyện lớn. Cho nên chính cái sợ hãi ấy, nó ngăn cản để cho chúng ta đến với đạo, và là một cái chướng ngại rất lớn để cho chúng ta thành đạo. Ví dụ trong cuộc đời có người sợ thằng lăng, có người sợ rắn, có người sợ rít, có người sợ kiến, có người sợ bướm, phải không? Thầy nói quý vị nghe, chuyện này đã xảy ra rồi. Có một sư ba đó, Ngài đó vì đó tuyệt vời, biết đệ tử của mình lên, trong hàng đệ tử của mình sợ con chi, người nào sợ cái chi, con, mà cái sợ là cái chi, là yếu điểm, đúng không? Đó. Thế thì nếu như vì đó thì dù sợ con rắn đi, trước khi chết thấy con rắn, số cả một đời là có như thanh tịnh và rất là an lạc, an nhiên tự tại, nhưng đến cuối đời thấy con rắn mà sợ, hốt hoảng, thì làm sao mà vãng sanh được, đúng không? Có đúng không nè? Mà đó là cái thử thách cuối cùng của cần tự nghiệp, có hiểu không ạ? Cho nên phải giải quyết. Đó, cho nên vì vậy cái sứ Ba đó rất là, phải nói rất là trí tuệ. Vì nào mà coi như là sờ cái chi là bắt buộc trong quá trình tu tập đó phải giải quyết cho bằng xong cái chuyện đó. Có nghĩa là đừng có sợ mới được. Quý vị thấy. Cho nên bản thân thầy nghĩ bản thân quý vị vậy. Bản thân quý vị vậy. Bây giờ phải ngồi xét lại giúp cho thầy đi. Quý vị sợ cái chi? Không, cái đó là sự thật nghe. Chuyện này là chuyện của mình đó. Chuyện của mấy vị không phải chuyện của ai đâu á. Có thầy ngán chứ. Một chuyện đơn giản là thôi đó. Mà chưa giải quyết được đừng có nói là muốn giải thoát và giác ngộ. Cái con đòn hiền ra ngay trật mắt ở đó mình rồi chuyện mới giải thoát giác ngộ cái tí. Phải không? Làm sao mình không sợ được? Thì đó. Đó phải quản chứ. Ví dụ như bây giờ thấy cái con rắn con rít chứ đó, mình sợ, mình thấy mình sợ con. Mỗi lần mà thấy nó là chi? Cái nỗi sợ là một cái mà làm cho mình hốt hoảng, làm cho cái tâm mình không được bình an và được định. Cho nên á, hằng sanh ra các cái ác bất thiện pháp khác. Thứ nhất là mình bỏ, mình chạy cho bằng được để rồi cuối cùng là mình khiếp hại và mình làm được chuyện chi. Thứ hai, thậm chí cho đến cuối cùng là mình tìm bằng mọi cách. Bây giờ lâu nay tu tập đôi dữ lắm, giữ giới đôi dữ lắm, nhưng mà thậm chí khi thấy cái con vật này tìm bằng mọi cách giết cho bằng được à. Thì cho nên thầy mới nói rằng là bây giờ quý vị phải ngồi mà quán. Phải quán. Thứ nhất, con vật đó có thể là trong đời kiếp trước quán có nhiều cách quán để mà chi, để mà mình đừng sợ. Nhớ vậy chứ phải là thầy bay như vậy mà theo thầy mà làm, hiểu không? Nhưng mà ý chứ mình phải quán như vậy này. Ví dụ con vật đó có thể kiếp trước nó là chi, nó là oán gia trái chủ với mình, hoặc là kiếp trước mình hay quậy phá làm cho nó sợ mình, thì bây giờ nó trở ngược lại làm cho mình phải sợ. Cho nên mình phải quán đó là oán gia trái chủ thì thôi đừng sợ. Bởi vì có chí đó là con rắn mà. Con rắn là một cái loài hữu tình, một cái loài sinh vật thôi. Mình là con người hơn con rắn xa. Mình được có nhân duyên tu tập thể thì bây giờ mình phải ngồi quán và mình phải, ví dụ thấy con rắn mình phải ngồi xuống, lấy cái tư tâm của mình. Cho nên từ đó mình biết được năng lực tu tập của mình là như thế nào. Thứ nhất là mình phải có tư tâm. Thứ hai nữa mình phải có cái trí tuệ. Để rồi mình nhìn thấy con rắn mình ngồi mình quán. Thậm chí mình nói chuyện trực tiếp với nó luôn. Phải đối diện trực tiếp với nó. Rắn ơi, lâu nay tôi nói thiệt với rắn là tôi sợ lắm đây. Cái này là sự thật. Từ lâu nay mấy mươi năm nay rồi. Nhưng bây giờ học Phật, nhờ quý thầy quý cô chị dạy, cho nên thôi bây giờ tôi xin dứt khoát cái chuyện sợ này rồi. Không, mình phải can đảm và mình phải chiến thắng. Cái đó là chiến thắng mình đó. Có đúng không? Phải như rồi mới được. Và bây giờ tôi xin dứt khoát với quý vị là thôi, quý vị cũng là sinh linh, chúng tôi cũng làm con người, mà bây giờ đây đã biết tu tập, biết hiểu vương, hướng về nẻo thiện, thì thôi nếu mà gặp quý vị thì tôi xin niệm Phật, xin trì chủ, hoặc là làm bất tất cả những công đức nào mà có được, xin hồi hướng cho quý vị để chuyển kiếp hóa sanh. Chứ nữa, phải dùng trí tuệ tất cả những gì mình học được để mà vận hành vào đó chứ. Trong tôi lâu nay học đủ thứ cả, trời ơi học biết bao nhiêu lớp, học đủ thứ cả, thấy rằng sợ mất rồi bằng tiêu bay hết bao nhiêu công đức kết quả ông đã học, phải không? Có phải không à? Cho nên cái sợ hãi. Bởi vậy có một vị Bồ Tát ban cho chúng ta cái không sợ hãi là ai? Đúng rồi chi nữa. Và thứ ba nữa là chúng ta học cái gọi là bố thí ba la mật. Trong đó có cái gì? Vô ủy thí. Mình phải không sợ, khi đó mình mới bán bộ cái gọi là vô ủy chứ, đúng không? Trời ơi, cái chi mà sợ, cái chi rung cả, thì làm sao mà cho người ta cái vô ủy đi trời, đúng không? Thôi phải tập chỉ nữa. Cho nên đến đó là biết rằng là cái nội lực mình và học mình đến đâu đó, mình thẩm đến đâu, mình thực hành đến đâu. Chứ không thôi là quý vị biết không, đùng trận là thôi thua rụt quân chạy. Phải không? Đó. Thì ở nơi đây mình nói rằng là cái đấng hỡi đấng thanh tịnh trong tất cả những chướng ngại, những sợ hãi và cái gì? Cái cuối cùng là cái cõi ác. Gặp bất cứ những cái chướng ngại cũng nói rồi, gặp những cái sợ hãi cũng nói rồi, nhưng mà gặp cõi ác là những cái thế giới hay là thậm chí ngay những vấn đề mà xảy ra trong tâm linh chúng ta là nó không hay không tốt. Thì bây giờ mình sao? Ít nhất quý vị phải, thứ nhất là phải có tư tâm, thứ hai quý vị phải có một định lực nhớ giúp cho thầy để quán, phải quán chịu. Quý vị phải nhớ điều đó. Không có định lực, không có trí tuệ mà quán chịu, quý vị sẽ không thành công. Cho nên giống các quý vị thấy đó, các Đức Như Lai, những người đấng mà vĩ đại như thế này ấy, là cái đấng gì? Là, nơi đây người ta nói rất rõ là hỡi các đấng thanh tịnh trong hết thảy các chướng ngại, các sợ hãi và cõi ác. Hãy tránh xa khỏi những chướng ngại. Hỡi đấng thanh tịnh thọ mạng, hỡi đấng được giá trị bởi sự thề nguyện của hết thảy các Đức Như Lai. Hỡi Bảo Châu, hỡi Bảo Châu, hỡi Bảo Châu lớn, hỡi đấng thanh tịnh và chân như thực tế, hỡi đấng thanh tịnh nhờ khai hiện trí tuệ. Hãy chiến thắng, hãy chiến thắng, hãy chiến thắng lớn. Quý vị thấy không? Nó đi từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn của tu tập, giai đoạn của vượt qua tất cả những cái quá trình mà gọi là tu tập. Đến cái đoạn kế tiếp là chi? Chiến thắng. Đúng không? Cho nên hỡi chiến thắng đó, hãy chiến thắng đi, hãy chiến thắng, hãy chiến thắng lớn, hãy chiến thắng lớn. Rồi thì hãy nghĩ nhớ, hãy nghĩ nhớ hỡi đấng thanh tịnh nhờ sự gia trì của hết thảy các đức Phật. Rồi kể đến hỡi Kim Cang, hỡi đấng sanh ra Kim Cang, xin hãy ban cho thân của con cũng giống như thân của hết thảy chúng hữu tình Kim Cang. Kim Cang là không sợ hãi, Kim Cang là cứng nhắc. Đó. Hỡi đấng thanh tịnh hoàn toàn thân thể, hỡi đấng thanh tịnh hoàn toàn ở các cõi, xin các Đức Như Lai hãy làm cho con được an lạc. Thì quý vị thấy đó, khi mà quý vị mà tri tùng thân chủ này thì ít nhất quý vị phải biết rằng là nhờ có tri tùng thân chủ này mà chúng ta có cái được chứ. Thứ nhất là bình tâm, thứ hai sự thanh tịnh, từ cái bình tâm thanh tịnh sanh ra cái an lạc, đúng không? Cho nên vì vậy ở nơi đây mình gọi là hỡi các ngài xin hãy ban cho con sự an lạc. Nhưng mà thật sự ra khi trong quá trình quý vị tri tùng, quý vị đã được an lạc. Mặc dù là các ngài ban nhưng mà quý vị không thanh tịnh, quý vị không an tâm, lấy chi để quý vị đón cái an lạc đó được, nhận được an lạc đó, đúng không? Đó. Hỡi đấng được giá trị nhờ sự an ủi của hết thảy các Đức Như Lai, hãy giác ngộ, hãy giác ngộ, hãy khéo giác ngộ, hãy khéo giác ngộ, hãy làm cho giác ngộ, hãy làm cho giác ngộ, hãy khéo làm cho giác ngộ, hãy khéo làm cho giác ngộ. Quý vị thấy không? Chiến thắng rồi chứ giác ngộ gì nữa. Đó. Cho nên đây nó đi theo từng cái cấp của nó, từng bước của nó. Hỡi đấng thanh tịnh cùng khắp, hỡi ấn tượng vĩ đại mà được giá trị bởi thần lực hết thảy của các Đức Như Lai. Swaha. Đó là có nghĩa là thành tựu. Thì bây giờ đây thầy sẽ giải thích sơ qua cho quý vị biết là cái gì? Phật Đảnh Tôn Thắng là cái gì? Phật Đảnh Tôn Thắng Unisva Vijaya được xem như là tối thắng nhất trong Phật Đảnh Tôn, gồm có 5 loại ngũ Phật Đảnh hay 8 loại bát Phật Đảnh. Tương truyền rằng chư Phật Như Lai có đặc trưng về thân thể với 32 tướng tốt mà người phàm tình không có được. Và đặc biệt trong các tướng tốt ấy thì người ta tốn cách phần nhục kế ở trên đỉnh đầu, đó chính là Phật Đảnh Tôn. Đó. Quý vị thấy là trong cái hình tượng của các Đức Phật bao giờ phía trên này có một cái phần nhục kế phía trên này đó, đó Phật Đảnh Tôn. Còn cái này thầy hỏi quý vị, thì Đức Phật rõ ràng là ngày xưa ngài xuất gia ngài cạo đầu, đúng không? Thì quý thầy cạo đầu mà sao bây giờ thầy trên đầu ngài quẳng mà cái chi vậy? Cũng phải. Đó, thấy chưa? Quý vị để ý đấy. Và cái này là một vấn đề, một câu hỏi mà quý vị phải để ý để mà đừng lỡ người khác họ trả lời, nhất là người ngoại đạo họ hỏi mình trả lời. Còn câu chuyện là khi Đức Phật đang hành thiền định, thì để mà bảo vệ cho ngài thì mấy cũng ốc á, bò lên trên đầu ngài, coi như là quẩn quanh hết cái đầu này. Hình con ốc, quý vị thấy là hình con ốc đó, hình con ốc đó, đúng không? Đó, cái đó nó tượng trưng cho cái gì biết không? Cái từ bi vô lượng của ngài. Cái con ốc là cái gì? Quý vị thấy con ốc nhớ nhớ không? Trong nồi cái chất nhớt này không thôi đủ ngạn rồi. Thấy nó là, nhưng mà nó là một con vật rất thôi. Thế đó mà con ốc kính ngai, quỳ ngai và bám lên đó để chi? Để che cái trên đỉnh đầu của ngài á, để cho ngài thiền định được an ổn. Cho nên á, khi mà tạc tượng ngài á, thì có hình con ốc đó để biết được rằng là cái từ bi của ngài vô lượng. Con ốc nó có bám ngài không lại, thì dù bây giờ bám lên đầu mình là mình chỉ giật cho nó bay liền. Nhưng ngài không, ngài vẫn để yên. Quý vị thấy đó, tuyệt vời không? Cái đó mới thấy, trời ơi, Đức Phật mình vĩ đại lắm. Cái đó phải nói thiệt là chỉ chừng đó không thôi là mình đặt lệ cả đời cũng hết đó. Thì vì vậy ở đây quý vị thấy rằng là Phật Đảnh Tôn chính là phần nhục kệ trên đỉnh đầu của ngài. Ở tại Nhật, ngoài đồ hình mạng Đà La ra, sự tốn cách hóa gọi là Phật Đảnh Tôn Thắng hay Tôn Thắng Phật Đảnh đã xuất hiện qua nghệ thuật điêu khắc tranh tượng với tính cách độc tôn. Còn ở Tây Tạng thì tín ngưỡng về Phật Đảnh Tôn Thắng này rất phổ biến rộng rãi thông qua hình tượng của người nữ trường thọ với 3 đầu 6 tay. Trong Mật giáo thì lấy hình tượng Phật Đảnh Tôn Thắng này làm tượng thờ chính để hành pháp tu tôn thắng, nhằm để cầu nguyện tai nạn tiêu trừ và tăng thêm trường thọ. Quý vị thấy đó là ở trong đó, trong cái cấu thân chủ này là xin trường thọ đó nên là đó. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni là cấu thân chủ nói về sự quý ý theo đức Phật Đảnh Tôn Thắng Tôn, và nhờ ngài phóng hào quang mà có công đức điều phục được hết thảy các chướng ngại. Cho nên thần chủ này đã được mọi người hành trì từ ngàn xưa ngay cho đến hiện tại. Thần chủ này cũng được trì tụng hàng ngày 2 thời sáng chiều và được dùng để hồi hướng cho người đã quá vãng. Có nghĩa rằng là đối với cái người mà đã mất á, thì cấu thần chủ này cũng được sử dụng như là một hình thức để cầu siêu. Chính vì thần chủ này đã được hành trì từ ngàn xưa nên có rất nhiều dị bản khác nhau, và tùy theo cấu thần chủ dài ngắn khác nhau mà chúng ta có thể phân chia chúng thành 2 loại. Và sau đây là một số các tư liệu hán dịch có liên quan đến bản thần chủ này. Thì tất nhiên quý vị thấy là ở nơi đây thầy có liệt kê ít nhất như vậy là đến 12 bản liên quan đến bản thần chủ này. Thì quý vị có thì giờ quý vị có thể đọc qua. Ví dụ trong đó có bản Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, rồi thì Phật Đảnh Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tình Trừ Nghiệp Chướng Chủ Kinh, rồi Tổn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỷ Kinh, vân vân. Đó là nó gồm có 12 bản. Thì trong số những tư liệu nêu trên, thần chủ Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni vốn được dùng trì tụng hàng ngày thì có trong phần cuối của 2 bản gọi là Tôn Thánh Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỷ Nghi, và do ngài Đường Thiền Vô Ủy dịch, rồi và bạn gọi là Gia Cụ Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Ký do ngài Vô Triệt Đường Võ Triệt, và nó nhất trí về phần lớn các bạn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Giá Từ Cù Túc Bạn. Ngoài ra bản tiếng Sanskrit và Tây Tạng về thần chủ này vẫn hiện đang có. Thường dân gian vẫn có câu kể về tầm quan trọng của Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này. Tây vực tôn giả sang ẩn về, vốn được văn thù dẫn dắt đi, đống đồ nếu không tôn thắng chủ, cô hồn khó thoát chốn trần mê. Dễ sợ vậy. Có nghĩa rằng là cái bạn Tôn Thắng Đà La Ni này nó rất là quan trọng, và đương nhiên cũng là một cái bạn thân chủ mà có thể là giúp cho các vị âm linh cô hồn được siêu thoát. Ở nơi đây thầy cũng giới thiệu cho quý vị một cái phần về cái gọi là Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, để biết được rằng á, là cái phần mà phần bày từ á, nó nói về cái nguyên do vì sao có bạn này rất hay, rất là thú vị. Đức Như Lai ứng thế vì muốn cứu vớt các hàm linh khỏi khổ luân hồi, chứng lên quả Phật, nên mở cửa phương tiện nói ra muôn ngàn pháp môn. Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, một trong các pháp môn là trí ẩn của tất cả Như Lai, mầu nhiệm rồng sâu, khác chí thuyền bè trong biển ba đảo, nhật nguyệt giữa trời u ám. Các hàng tứ chúng nên phát tâm trì tụng, tất hiền đời tội chướng tiêu diệt, phước huệ phát sinh, tương lai sẽ gần gũi chư Phật ở 10 phương tịnh độ. Trong niên hiệu nghi phụng thời Hậu Chu, có vị tăng là Phật Đà Ba Lợi từ Tây Thiên Trúc đến Trung Hoa. Trong dịp chiêm lễ thánh tích ở non Ngũ Đài, ngài gặp một ông lão từ trong núi đi ra, dùng tiếng Phạn mà bảo rằng, đây bắt đầu kể cái tích về vì sao mà có thân chủ này đó. Pháp sư chẳng nài mệt nhọc, từ muôn dặm đến đấy thành tấm đảnh lễ, mong diện kiến đức văn thù, thật đã hết lòng mộ đạo. Nhưng chúng sanh ở Trung Hoa đa số tạo nhiều tội nghiệp, hàng xuất gia phần đông phàm luật nghi. Chỉ có kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni mới diệt được tất cả tội chướng ấy. Chẳng hay pháp sư có đem theo kinh đó đến miền này chăng? Đấy, quý vị thấy đã bắt đầu xuất xứ từ việc này đó. Có nghĩa là từ một vị ông lão từ trong núi, mà quý vị ông lão này là ai? Là ngài Văn Thù chứ ai? Ngài Văn Thù Hỏa Tấn đó. Và ngài hỏi rằng là có đem cái bản Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni có không? Yes sir. Thì lúc đó ngài Phật Đà Ba Lời ngài đáp rằng, bần đạo đến đây chỉ vì mục đích đảnh lễ đức Văn Thù nên không đem theo kinh đó. Đó. Thì lúc bấy giờ ông lão mới nói như thế này: Đức Đại Thánh Văn Thù hằng có lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh. Pháp sư đã không đem kính ấy theo, tức là không hợp với thánh tâm. Có nghĩa là không hợp với tâm của Đức ngài Văn Thù rồi, cho nên đến đây còn đặt lệ vô ích thôi. Dù có gặp Đức Văn Thù cũng không được phần lợi ích tôi. Ngài dạy tôi chứ. Vậy ngài nên trở về Tây Vực, mang kinh ấy đến lưu truyền nơi miền Hạng Độ, để cứu vớt sinh loại, siêu độ u linh, tức là báo ơn chư Phật. Chừng đó quyết định sẽ gặp Bồ Tát Văn Thù. Thì còn nghĩa là mang bằng kinh rồi qua lại đây thôi, khi đó mới gặp được ngài. Nói xong bỗng nhiên ông lão cũng biến mất. Đó. Lúc bây giờ biết ông lão là Đức Văn Thù Hóa Hiện dạy bảo, cho nên ngài Phật Đà Ba Lợi mừng thương lẫn lộn mà cúi đầu đảnh lễ, vội vã trở về Tây Trúc. Đến năm Vĩnh Thuận thứ hai, ngài mới đem kinh đến Trung Hoa, vào triều nội tấu lên mọi việc. Lúc bấy giờ vua nghe xong vui đẹp và sắc cho ngài Nhật Chiếu Tam Tạng và quan Tứ Tấn Điện Lình là Độ Hành Khải phiên dịch. Dịch xong đem kinh bản cất giữ trong công nội, cấm không cho lưu hành, và thượng tặng cao tăng Phật Đà Ba Lợi 30 cuộn lụa. Ngài bèn thương khóc mà tâu rằng: Bần đạo chẳng kể nguy hiểm thân mạng, từ xa đem kinh đến đây vì muốn lợi lạc quần sanh, không nghĩ đến danh lợi. Xin thánh thượng gia ân cho lại nguyên bản, để các loài hàm linh cùng được lợi ích. Quý vị thấy đấy, dịch xong rồi đem cất mất. Không đem truyền ra. Có tội không? Cho nên ngài Phật Đà Ba Lợi phải cúi xin nữa. Vua liền dạy lưu kinh phiên dịch và trả lại phàn bạc cho vị Tây Tăng. Ngài Phật Đà Ba Lợi đem phàn bạc đến chùa Tây Minh, tìm được vị tăng Trung Hoa giỏi phàn ngự là Thuần Trinh, rồi dân sở tấu xin cho cùng phiên dịch và cho biên ra nhiều bản để lưu hành. Xong ngài Phật Đà Ba Lợi đem phàn bạc đến non Ngũ Đài, đó là lên Ngũ Đài Sơn đó, vào trong hang Kim Cang rồi không thấy trở ra. Tương truyền ngài đã được Văn Thù thu nhận vào pháp hội của chư Bồ Tát. về pháp môn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này. Bây giờ là kể về cái lời lạc của pháp môn này đó, thì có rất là nhiều câu chuyện truyền tụng. Đời Đường có Quán Thị Ngư Sự Võ Triệt thường trì tụng cái pháp môn này. Sau nghe bạn đồng liêu là Tượng Hình thì cũng trì tụng theo, cũng thọ trì theo. Nhưng quý vị để ý cái phần này, cái đoạn trong này rất quan trọng. Nhưng văn cụ và ngôn âm phần lớn đều sai khác. Đó. Cho nên câu chuyện phần sau nó xảy ra như thế này. Hỏi ra Quán Thị Ngự Sự Tượng Hình thọ học với ông Vương Khai Sĩ, và Vương Khai Sĩ là được ngài Kim Cang Trí Tam Tạng truyền pháp. Trong khi truyền thọ, ngài bảo: Tây Vực cũng ít có bạn này, ta đem theo phản bạn đến đây nên mật truyền lại cho ông. Đó. Trong niên hiệu Khai Nguyên có một vị tu sĩ tinh tu ở non Ngũ Đài, người đời thường gọi đó là Vương Sơn Nhân, cũng trì tùng chủ này. Tức là kể ra hai vị, là một vị trên kia, vị này, hai vị cùng trì tùng thân chủ này. Nhưng nhớ cho thầy là cái vãng cũ và cái ấm nó khác nhau. Đó. Và vì vậy mà công năng nó khác nhau. Sau khi cầu siêu cho cha, ông trì tùng đến vài mươi muôn biển, cầu xin được biết nghiệp báo lành dự và chỗ sanh của phù thân. Nhưng kết cuộc không thể chi, ông thổi tâm muốn ra khỏi núi, bỗng gặp một lão nhân đón lại mà bảo rằng: Hiền giả tùng trì thật là cần mẫn, nhưng vì cách Phật lâu xa, văn cũ thất lạc. Có nghĩa những cái câu văn ở trong đó bị mất đi, thất lạc, thiếu sót nhiều nên không mau được ứng nghiệm. Quý vị để ý phần này cho thầy. Thì dù bây giờ tùng chủ đại bi mà tùng sai thì lại chỉ ứng nghiệm đấy, đúng không? Thầy là Thích Nguyên Tâm mà quý vị kéo Thích Nguyện Tâm là trật rồi, đúng không? Chừng đó không thôi là đủ trật rồi đó. Thì làm lại chỉ ứng nghiệm. Nếu mà Thích Nguyện Tâm thì kéo thầy Nguyện Tâm làm sao thầy già được đấy. Phải không? Huống Hồ Chí Minh trì tùng thân chủ đó, sai chữ, thiếu chữ đó. Thì đó cho nên là sau này đây, cho nên quý vị biết buổi ban đầu những cái này á, những câu thân chủ này buổi ban đầu là được truyền khẩu cả, truyền bằng miệng, chứ đâu phải việc lát đang hoang đâu. Mà người ta gọi là 8 sao thì thất bại, đúng không? Truyền từ người này sang người kia mà đúng lợ, mà dựa chân mà mình quên cái năm nói hàng đại khải là như vậy đó, là chết rồi. Đó. Mà nhất là thần chủ, quý vị thấy rất quan trọng. Cho nên câu chuyện này chúng ta nghe qua, chúng ta hiểu và chúng ta nhắc nhở cho chúng ta một điều quan trọng là đặc biệt là những câu thần chủ thì nhớ là phải trì tùng cho đúng. Câu cụ này nọ là phải chuẩn xác. Hiền giả trì tùng thân thật là cần mẫn, nhưng vì cách Phật lâu xa, văn cụ thất lạc, thiếu sót nhiều nên không mau được ứng nghiệm. Nay gặp nhau đây, tôi xin truyền lại toàn bạn của thân chủ. Đó, bây giờ mới bắt đầu được ngài này, cái vị lão nhân này mới truyền lại đó. Vương Sơn Nhân mời vị đó về đảnh lễ và thọ pháp. Lão nhân mới dạy rằng: Hiền giả tùng chủ bạn này đồ 1000 biến sẽ thấy hiệu lực. Lúc bấy giờ vị cư sĩ niệm ý theo lời, có nghĩa là ý theo lời đó mà coi như trì tụng thần chủ. Vài hôm sau, lúc ban đêm, bỗng nghe tiếng ngọc hoàng bồi khua thanh tao, dòng tiêu cầm diều giặc lần lần giáng xuống trước sân nhà. Cư sĩ kinh lạ bước ra xem, thấy mấy mươi thiên nhân vây quanh ủng hộ một vị thiên tiên tướng mạo siêu phàm đi đến. Vị thiên tiên đó mới hỏi: Người biết ta chăng? Cư sĩ thưa: Kẻ dung phàm này mới được hân hạnh diện kiến ngài. Thiên tiên bảo: Ta là phù thân của người. Năm rồi người trì tùng Tôn Thắng Đà La Ni, ta được nhờ phước lực mà sanh lên cõi trời. Hay chưa? Đó, nhờ phước lực mà Tri Tùng Tốn Thắng Đa La Ni đó mà sanh lên cõi trời. Mấy hôm nay ý phước là tăng lên gấp bội hơn trước à, có nghĩa là Tri Tùng đúng. Bên kia là thiếu một hai câu rồi chứ không thôi mà quý vị thấy là được sanh lên cõi trời rồi đó. Bên này là nay ý phước là tăng lên gấp bội hơn trước, ta được làm vua trong hàng thiên tiên à. Bạn cái bạn chủ ngươi vừa trì tùng công hiệu thật không thể nghĩ bàn. Như vậy là cái bạn đúng á, nó rất là có công hiệu. Nói xong tất cả đều bay về thường giới. Cư sĩ vui mừng cúi lại tiện đưa. Từ đó về sau thì lại càng tinh tấn hơn thêm. Cùng vào thời đó tại Đống Đô có một ông vương thiếu phụ, Tùng chủ Tôn Thắng theo bạn của ngài Phật Đà Ba Lợi đã vài muôn biển. Đó, tất nhiên là theo ngài Phật Đà Ba Lợi phía trên đó, được vài muôn biển. Một đêm ông bỗng mộng thấy một vị phàn tăng đi đến bảo. Phàn tăng là một vị tu sĩ người Ấn Độ đó à, đi đến bảo như thế này: nhân dạ Tùng niệm rất tinh thành, nhưng tiếc vì chủ văn còn thiếu nên công hiệu kém. Đây lại là một câu chuyện nữa để khẳng định rằng là cái câu văn ở trong câu thần chủ đó kém hoặc là bị thiếu, thì vì vậy cho nên là công hiệu nó rất là kém. Thiếu phụ nghe vậy bèn đặt lễ cầu thịnh bạn chủ văn đầy đủ. Phàn tăng từ bí chấp thuận, khẩu truyền từng câu chân ngôn. Quý vị thấy đó, khẩu truyền có nghĩa là truyền bằng miệng từng cái câu chân ngôn. Sau khi đã thông thuộc tất cả, ông bái tạ đưa vị phàn tăng ra khỏi cửa. Nhìn qua thì trời sáng như ban ngày. Thiếu phụ trở vào nhà thấy tối tớ vẫn còn đang nằm ngủ. Vừa lúc ông chợt tỉnh giấc, vội gọi cái đồng bộc trách bảo trời đã sáng sao chưa thức dậy. Chúng đáp rằng mới vừa nửa đêm thôi. Lúc ấy ánh sáng bỗng tắt, trở lại đêm tối như cũ. Thiếu phụ nhớ cơn thần mộng, lấy làm lạ, nhắm mắt tùng thần chủ mấy biển, thấy vẫn thông suốt. Từ đó ông y theo khẩu truyền của vị phàm tăng mà thọ trì. Trong niên hiệu thiên bảo năm đầu, thiếu phụ đang nằm nơi tứ thất, chợt tắt hơi. Vì nơi ngực còn ấm, người nhà không dám tập liệm. Đó. Và đến 7 hôm sau ông bỗng sống lại. Lúc ấy kẻ hảo sự trong thành bảo nhau đến hỏi về duyên cớ tại sanh. Tiếng đồn lan ra vương Khai Sĩ và vương Sơn Nhân lúc ấy ở Đông Đô không quen biết nhau, cũng đông đến thăm viếng. Trước mặt các quan khách, vương thiếu phụ trần thuật như sau: tôi vừa nằm nghỉ thì chợt hôn mê, thấy có hai vị sứ giả đến giật đem đi. Được vài mươi dặm, đến một gốc đại thọ, hai vị sứ giả dừng lại tạm nghỉ, tôi cũng ngồi xuống theo. Bỗng nhớ tới chủ Tôn Thắng, tôi liền nhắm mắt tùng luôn 21 biến. Lúc mở mắt nhìn quanh, không thấy hai sứ giả đâu cả. Giây lát có 4 vị khác đi đến quỳ mà thưa rằng: không biết ngài tu theo diệu pháp nào khiến cho hai sứ giả dẫn độ đều được sanh lên cõi trời. Hay chưa? Có nghĩa rằng là nhờ cái câu thần chú này mà hai cái vị sứ giả đó chỉ nghe thôi mà được sanh lên cõi trời à. Tôi mới đáp rằng tề nhân chỉ tùng Phật đặt Tôn Thắng Đà La Ni. 4 vị ấy cầu thịnh, thế thì xin ngài vì chúng đệ tử tùng trì cứu vớt cho khỏi vòng khổ nạn à. Tôi cùng nhắm mắt tùng 21 biến, lúc mở mắt ra lại không thấy 4 vị đó. Có nghĩa là mấy vị đó hồng siêu thoát đi rồi. Khoảnh khắc giữa hư không có tiếng binh đao, một vị thần mặc tự bào mang giáp trụ, quân thì về đông đạo đến trực quỳ thưa rằng: tôi là thần Ngục Đạo Minh Ti, địa vị tuy tôn quý nhưng vẫn còn nhiếp về thần đạo. 6 vị kia nhờ pháp lực của ngài đều được sanh lên cõi trời, có nghĩa là 6 vị vừa rồi đó à. Xin mời ngài hà cổ đến tề cư trì tùng, khiến cho đệ tử và chúng sanh nơi đó được nhờ phước ấm đồng sanh lên thiên giới. Theo vị thần, tôi đi đến một khu thành quách to rộng, chu vi ước độ vài mươi dặm. Trong thành có rất đông tội nhân mang gông xiềng họp lại nơi sân rồng trước cung điện, có lẽ đang chờ tra khảo sự phạt. Vì thần dạy cuốn bày tòa cao đẹp, làm lệ thịnh tôi lên ngồi, còn chính mình thì quỳ nơi trước, phía dưới chắp tay lắng nghe. Tôi liền định tâm chỉ thành tùng đủ 49 biến. Khi mở mắt ra, bốn bề không thấy một ai cả, chỉ có gông xiềng đứt nát nằm ngổn ngang chung quanh. Cái đây mình nói đến sự thần diệu của cái thần chủ này đó. Còn đáng kinh ngạc, bỗng có bốn sứ giả đến bảo tôi rằng: Đức vua dạy mời ông đi nơi khác, vì ông đã làm cho rối loạn, phá hư trật tự chỗ Minh Ti của chúng tôi. Kế đó họ đưa tôi vào trong một hang núi và tôi được hoàn hồn sống lại. Đó, lúc đó mình kể rằng là giận đi, chết rồi đó, rồi giận đi, rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bắt đầu hoàn hồn sống lại. Sự tái sanh này chắc cũng nhờ oai lực không thể nghị bàn của Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Vương Khai Sĩ và Vương Sơn Nhân nghe nói mọi người đều đọc bạn chú của mình để so sánh với bạn chú của Vương Thiệu Phụ, thì thấy đồng nhau như một bạn. Cả ba đều vui mừng cùng nhau khánh hạ. Vương Sơn Nhân nói: Bạn của tôi thọ giáo nơi vì thánh công nơi non ngũ đài. Vương Thiệu Phụ thì bảo: Tôi thọ học bạn chủ này với một vị thần tăng. Còn Vương Khai Sĩ thì nói: Còn bạn của tôi được thọ truyền bởi ngài Kim Cang Trí Tam Tạng, hiền phàn vắng bổ diệp vẫn còn lưu giữ. Ai nãy nghe nói đều kinh ngạc, khen là chuyện hy hữu. Ngoài ra lại còn chuyện ông Trương Diệt trì chủ Tôn Thắng cứu được cha mẹ khỏi khổ địa ngục, sanh lên cõi trời. Chuyện ông Trương Thừa Phước trì chủ này khi bị Minh Ti đến bắt đã không thọ khổ mà còn cứu vớt được tội nhân ở cõi âm được siêu thoát. Truyền vài vị tăng trì chủ Tôn Thắng cảm được xả lời hiền và rất nhiều cảnh giới an lành. Những câu chuyện trên đây có ghi chép trong tập gọi là Giá Cũ Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Ký. Sau tập này có chép bản văn đầy đủ của chú ấy, gọi là Cù Túc Bản. Bút giả ý theo Cù Túc Bản so sánh với phiên âm của các bạn khác và tra cứu từ điển để dịch ra Việt ngữ cho đúng về phàm âm. Riêng bản dịch của Pháp Thiên Tam Tạng nhan đề là Tối Thắng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni so với Cù Túc Bản văn cũ đã đông lại có phần rộng hơn. Sau khi hiểu kiểm, bút giả là ghi thêm vào những văn cũ mà Cù Túc Bản không có để được càng đầy đủ. Mong rằng việc làm này sẽ đem nhiều lợi ích cho người trì tụng. Đó là cái phần mà quý vị thấy trước khi mà vào cái bản kính này ấy, và bản mà chủ này ấy, thì người ta họ ghi để cho chúng ta biết được là thứ nhất là xuất xứ của câu thần chú vì sao mà có được truyền sang Trung Hoa, rồi thì cái sự linh nghiệm nhờ có các hành giả trì tụng thông qua những câu chuyện. Và đặc biệt nhất cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh ở nơi đây đó là khi quý vị trì tụng thần chú phải trì tụng cho đúng, cho dù đó là phiên âm như thế nào đi chăng nữa cũng quan trọng, nhưng mà phải trì tụng. Tỷ dụ một khi mà đã phiên âm, tỷ dụ phiên âm sang tiếng Hán Việt mà như tiếng chủ đại bi là Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Già Già, thì quý vị cứ theo đó mà trì tụng cho đúng, chứ đừng có trì tụng chữ sai, bởi vì cái đó nó đã được đồng ý từ xưa cho đến nay rồi. Đó, và khi cả ngài, quý vị nhớ giúp cho thầy, khi cả ngài phiên dịch những cái câu thần chú này, mà tỷ dụ đầu tiên là từ tiếng Sanskrit cả ngài sang Trung Hoa chuyện cái câu thần chú sáng ấm của tiếng Tàu á, các ngài khi phiên dịch đó đã được sự giá bị của chư Phật, chư Đại Bồ Tát hết rồi, chứ không phải bình thường đâu. Nếu mà sai một cái là bị phạt liền á. Đó, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta trì tụng thì chúng ta cứ ý theo như vậy để trì tụng cho đúng thì nó mới sẽ linh nghiệm. Dạ, dạ đúng. Dạ, bạn ở trong đó là bạn đúng đó. Ô, dạ tụng tiếng Việt cũng được, thầy nghĩ được mà, cứ theo như vậy mà là. Dạ. Đúng rồi. Dạ, không. Chữ lời và chữ lì là âm giống nhau. Dạ, vậy thôi cho nên. Nếu thật sự ra cái gì vậy, cái gì mà nó liên tục thì nó hay hơn. Liên tục, ví dụ như một chữ mà chữ, ví dụ chữ án mà khi quý vị biết cái viết á, thì phải một hơi thở thì nó mới linh nghiệm. Cũng giống như khi quý vị đi tri tùng để mà sải tình hoặc là nơi nọ trong đàn tràng, thì quý vị nhớ là tri tùng phải liên tục, cho nên phải có đại chúng. Người nào mà sắp dứt hơi là phải nổi cái chữ đó để mà tri tùng liên tục thì nó mới tiếp được, mà tiếp thì nó mới linh. Cho nên thì dùng 1000 biển cố gắng tùng cho đủ 1000 biển liên tục như vậy, đừng để hở. Nhiều khi để hở đấy chứ cái tấm mình sẽ mỏng. Ôi trời, thôi mệt rồi, thôi đừng tùng, hẹn ngày mai ngày 1, mà ngày mai 1 vô thường để làm sao ngày mai 1 được. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, thôi xin phép đại chúng được dừng hôm nay nghe. Hôm nay chỉ còn cái thầy ý thó thôi. Dạ. Rồi, kính chúc đại chúng một đêm an lành nghe. Dạ.